Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hương Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 15 của bộ truyện có tựa đề Cho Anh Một Lần, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và tập truyện của chúng ta sẽ còn diễn ra chỉ trong 1-2 tập tới nữa thôi. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập cuối cùng bằng cách follow và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Em chờ chút, anh đi tắm đã nhé. Mùi bia rượu khiến anh khó chịu quá. Về tới phòng nên không khách sáo gì cả. Anh cởi đồ ngay trước mặt Tuyết và thản nhiên đi vào phòng tắm. Cũng bởi hai người cũng đâu còn gì để mà giấu giếm nhau nữa đâu. Chẳng còn chỗ nào trên cơ thể nhau mà đối phương chưa tỏ tường. Tuyết mỉm cười trước sự hồn nhiên của Niên. Anh cứ nhông nhông đi lại trong trạng thái không mặc gì trên người. Thỉnh thoảng cô lại nhìn lén cái của nợ đang hùng dũng phía dưới của anh nữa. Thật là ghét quá đi. Biết người ta thích lắm hay gì mà cứ cố tình khiêu khích như thế. Phòng trọ của Niên khá rộng rãi, thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Ngồi chờ mãi, Tuyết sốt sắng để cửa phòng tắm đi vào. Anh lâu thế? Anh xong rồi đây, em định làm gì? Em đi vệ sinh. Thế anh đi ra ngoài mặc đồ cũng được. Niên bỏ ra ngoài, lát sau Tuyết đi ra. Lúc này cô không có mặc gì cả. Khi nãy chủ đích vào phòng tắm là muốn chăm chút lại cơ thể một chút cho thơm thật sạch sẽ. Mục đích là gì thì... Tuyết chỉ có quấn cái chiếc khăn mỏng. Mắt Niên ngơ ngác đúng kiểu thèm khát. Anh lau tóc mấy cái rồi lại cúi xuống dưới nhìn vào tệ đàn ông của chính mình. Nó lớn quá. Em quên mất không mang theo đồ ngủ cho nên là... Tuyết vờ bé lẹn. Không sao, ở với anh thì không cần phải mặc gì cả. Dứt lời, Niên kéo Tuyết đứng về phía mình. Thuận tay anh cởi phăng chiếc khăn tắm trên người cô xuống. Tuyết run rẩy, lấy tay che ngược lại. Càng che càng khiến cho Niên nóng mắt. Trong giây lát, anh bế thấp cô lên cao và đặt lên cái ghế salon êm ái. Niên đứng trước mặt, ngang nhiên chĩa cái của nợ của mình về phía Tuyết. Dù không nói ra nhưng mà cô cũng hiểu, anh ấy muốn mình chăm sóc cho nó. Tuyết ngồi trên ghế, khuôn mặt đối diện đúng tầm của cậu nhỏ. Không ngần ngại, cô ôm lấy người Niên. Bàn tay nhỏ bé gãy vuốt ve, mơn trớn cậu nhỏ. Bờ môi tròn và dầu da đón nhận cái vật thể đấy. Mỗi khi mà lưỡi cô đi qua, Niên lại dùng mình vì thích thú. Anh ghi đầu Tuyết xuống để cậu nhỏ được sâu hơn ở trong miệng. Cô say mê chiều chuộng nó khiến cho Niên điêu đứng. Thôi thôi thôi, đừng đừng, tha cho anh. Niên nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn gỗ. Anh cúi người vừa chiều chuộng lại bạn gái. Dù chưa làm gì cả. Bàn tay anh xoa nắn ở vòng một. Ở phía dưới môi và lưỡi không ngừng kích thích. Tuyết thở dốc từng cơn. Căn phòng ngập tràn những cái âm thanh đó và hương vị tình yêu. Bữa tiệc sinh nhật đã tan từ lâu, nhưng mà anh Trinh cố bày trò, níu kéo thời gian để Nguyên có cơ hội gặp gỡ với Vân nhiều hơn. Nguyên nhìn ra được, và anh cũng ngại, bởi ý tứ bóng gió người ấy nào cũng có thể nhận ra. Nhưng anh không thể, tình yêu với Châu đã quá đủ rồi. Anh không muốn gieo hy vọng cho người con gái nào nữa. 21:30, Nguyên đứng dậy và đi về. Vân nhân cơ hội muốn nhờ anh đi một đoạn. Vì lịch sự, Nguyên miễn cưỡng đồng ý chứ thực ra đi riêng thế này anh rất ngại. Vân là em gái của chị Linh. Nhà đẻ của Vân ở gần dốc xây, nghĩa là đúng cung đường về nhà Nguyên, nên cho cô quá giang một đoạn hợp lý. Nhà anh Nguyên ở ngay phố Hàng Bàng mà em chưa gặp anh bao giờ. Vân khẽ gợi chuyện. Anh cũng vậy, hôm nay anh mới biết em. Hôm nào đi uống nước với em nhé. Mùa hè ra hồ hóng gió thì tuyệt đấy anh ạ. Sắp sửa đến hè rồi. Mà em làm ở trung tâm y tế thành phố à? Vâng, sao anh biết ạ? Khi nãy nghe mọi người nói chuyện nên anh đoán như vậy thôi. Em với chị Linh làm cùng cơ quan với nhau mà anh. Ừ nhờ, hai chị em mà làm cùng cơ quan thì cũng vui đấy. Nếu mà cùng lấy chồng giáo viên nữa thì đúng là có duyên đấy anh ạ. Vân nói bóng gió. Nguyên bí lời chẳng biết đối đáp ra làm sao. Thực sự từ ngày yêu Châu tới giờ, mỗi lần nói chuyện với chị em phụ nữ, Nguyên đều không có hứng thú. Trời chớm hè, càng về đêm những cơn mưa rào càng xuất hiện với tần số dày đặc. Hầu như là đêm nào cũng có mưa.
Châu không phải đứng lớp như các chị em khác trong khu tập thể, nên thời gian của cô khá là thoải mái. Hết giờ làm việc chỉ có cày phim và xem điện thoại thôi. Nghe Nguyên nói tối nay anh có việc bận nên cả buổi Châu không dám nhắn tin hay là gọi điện gì cả. Tuy vậy thì cái thói quen nói chuyện mỗi lúc rảnh khiến chây chân cô cứ bứt rứt. Thỉnh thoảng đang xem phim lại thoát ra và kiểm tra trạng thái online của Nguyên. Gần 23 giờ đêm Châu vẫn không thể ngủ nổi. Không hiểu anh ấy bận cái gì mà đến giờ vẫn chưa về nữa. Không đợi được đến lúc Nguyên online, Châu nóng lòng bấm số và gọi cho anh. Anh hết bận chưa? Anh đang tắm, định lát nữa anh sẽ nhắn tin cho em đấy. Bây giờ mà em còn chưa ngủ nữa à? Nguyên vừa tắm vừa nghe nhạc nên anh đem theo điện thoại vào phòng tắm. Châu gọi tới anh liền nghe không do dự. Không nói chuyện với anh em không ngủ được. Anh bận gì mà bây giờ mới tắm thế? Khuya lắm rồi đấy anh có biết không? Anh biết. Em lo cho anh à? Không sao, anh tắm nước ấm. Anh bật cả đèn sưởi rồi. Vậy anh tắm đi, lát nữa mình nói chuyện cũng được. Em cứ nói đi, anh vừa tắm vừa nghe cũng được. Nhớ em không? Nhớ, anh nhớ em. Nguyên khẽ mỉm cười và đáp lời. Mới mấy giờ đồng hồ không nói chuyện với nhau mà cô đã bày trò kiểm tra các kiểu rồi, ghét quá. Nhưng mà anh chưa trả lời em là tối nay anh bận cái gì. À, anh đi dự tiệc sinh nhật của anh bạn cùng cơ quan, con của anh ấy sinh nhật. À, là cái con bé hôm bữa đòi tranh giành cái bờm của em, nay sinh nhật nó, anh vừa mới về một lát thôi mà. Con nhỏ 3 tuổi đó à? Ừ, 3 tuổi nhưng mà nó lanh lắm, đáng yêu. Sau này mình cũng sinh một đứa đáng yêu như vậy có được không hả em? Vừa nói, Nguyên vừa thao tác cánh tay để vệ sinh khắp cơ thể mình. Đúng lúc nói chuyện đến con cái, Nguyên động tay vào cái chỗ nhạy cảm của chính mình. Hỏng rồi. Phải làm sao để mà có được con chứ? Đương nhiên là phải gần gối động chạm, vân vân mây mây thì mới có thể có rồi. Nghĩ tới đây, cái đó lại dần dần trỗi dậy. Nguyên thấy nóng trong người quá. Anh thích con gái à? Ờ, anh thích có con gái. Vì nhà anh toàn đàn ông, cảm giác có bé gái sẽ vui hơn. Nhưng anh là cháu đích tôn, phải có con trai nối dõi chứ à? Thời nay quan trọng gì mấy cái chuyện nối dõi em, miễn là có con, trai hay là gái anh đều yêu cả. Nhưng mà nếu là con gái thì anh thích con sẽ giống em, sau này lớn lên sẽ xinh như mẹ. Nghe Nguyên nói, Châu không biết là đang nịnh hay là lời từ tận đáy lòng. Nhưng mà cô thấy vui lắm. Vừa là lời khen anh dành cho cô, cũng là để Châu hiểu được trong lòng anh, Châu có một vị trí đặc biệt. Nhưng mà em không có muốn sinh con gái đâu. Tại sao? Tại con gái khổ lắm, con trai vẫn là sướng hơn. Em thể nói nghe xem con gái khổ chỗ nào. Thì không được đi chơi khuya, không được bia rượu đàn đúm nhậu nhè. Nói chung là dễ bị đánh giá hơn là con trai. Anh thấy thời nay bình đẳng, phụ nữ đi chơi về khuya cũng là bình thường. Nhưng em nói đúng, Việt Nam mình vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều tư tưởng phong kiến ngày xưa. Chị em phụ nữ hay bị đưa lên bàn cân để đánh giá về các hành vi đạo đức và những tiêu chuẩn về thuần phong mỹ tục. Đúng là con gái là thiệt thòi thật. Anh còn thấy thế nữa là, nên là em không muốn sinh con gái đâu. Mặc dù là em cũng rất thích có con gái. Em cứ nói thế chứ, có vẻ mình muốn là được đâu hả em? Xã hội phải có con trai và cũng cần có con gái, như vậy thì mới có thể duy trì nòi giống được chứ. Em chỉ nói lên cái suy nghĩ của mình thôi. Em biết con cái là của trời cho, nhưng nếu được em vẫn thích sinh con trai hơn. Em nói vậy khiến anh có cảm giác giống như em được rất khổ, và em không muốn làm con gái vậy. Anh đâu có thể hiểu được. Con gái ngoài 20 tuổi học xong chưa lập gia đình, liền bị nói là ế. Sinh một tí thì còn đỡ, chứ không có nhan sắc thì lại bỉ bôi, bảo là xấu nên ế. Nhất là mấy cái bà ở khu phố nhà em. Kệ họ nói chán thì thôi, em bị nói là ế à? Gần như là vậy. Thế em đã muốn lấy chồng chưa? Sao lại hỏi em như vậy? Em không muốn bị hàng xóm bình phẩm thì lấy chồng sớm đi. Chứ em mà như vậy nhá, sẽ bị nói dài dài đấy. Nhưng mà em có biết lấy ai đâu. Có cần anh phải giới thiệu cho không? Có à? Anh giới thiệu anh nào đẹp trai với giàu một chút nhá. Em thực dụng lắm. Cứ đẹp trai là em kết rồi. Nhiều tiền thì càng tốt ạ. Tiếc quá. Anh cũng đẹp trai, nhưng tiền thì không nhiều.
biết là em có ưng không? Em tưởng anh giới thiệu ai? Ngay bằng anh đưa đề xuất chính mình à? Thì đáp ứng được tiêu đúng tiêu chuẩn của em rồi còn gì nữa. Độc thân này, ngoại hình thì khá này, kỹ năng phòng the thì lại không đến nỗi. Nào nào, anh lại huyên thuyền gì đấy? Cái gì mà kỹ năng? Đang nghiêm túc, tự nhiên Nguyên lại nói chuyện nhạy cảm. Thực sự ở xa nhau, nghĩ tới những cái lúc như vậy, Châu thấy bứt rứt quá. Anh xin lỗi. Nói chuyện với em một lát anh lại bị... ấy rồi, anh xấu tính quá nhỉ. Anh chưa tắm xong à? Anh đang nằm ở giường rồi, nhưng mà chưa mặc quần áo. Nước ấm, cộng thêm tác dụng phụ của rượu ở tiệc sinh nhật khiến Nguyên cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Cứ đem về là cái nhu cầu sinh lý của anh lại dâng cao, khó hiểu quá. Nghĩ tới chuyện nhạy cảm, nên Nguyên có hứng, chủ động nói chuyện bạo dạn hơn. Anh kỳ thật đấy, chuyện như thế mà cũng nói được ra là thế nào? Vì anh yêu em, anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với em cả. Ngay cả lúc này cũng vậy. Anh đang nhớ em. Và thật sự là anh cũng muốn được làm chuyện đó cùng với em nữa. Anh khó chịu quá. Vậy anh ngủ đi. Ngủ đi cho nó quên cái cảm giác đấy đi. Nó cứ hừng hực thế này thì em bảo làm sao mà anh ngủ. Anh mà không... ấy là anh nghĩ mình không ngủ được đâu đấy. Châu im lặng. Anh một nơi, cô một nơi. Thương anh những lúc cảm xúc bí bách như thế này, nhưng mà cô biết phải làm gì để giúp anh được đây. Con trai phức tạp thật đấy. Chính ra là con gái có cái hay, đôi khi ham muốn cũng có thể kìm nén lại được. Con trai thuộc tính dương, một khi bản năng bị đánh thức họ rất khó chịu. Mà sao em không nói gì thế? Em ấy nói gì được? Em không giúp được gì cho anh cả. Anh nhớ em. Nhớ những khi e ấp dưới thân thể của anh. Nhớ ánh mắt em lim dim khi mà anh ghi sâu vào em. Ôi, anh chết mất. Nguyên nhắm mắt, mình ấy khá lẩm bẩm. Bàn tay tự vuốt ve chính mình. Đầu óc thì tưởng tượng ra cái cảnh đó với Châu. Anh không được nói nữa, em xấu hổ lắm. Dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà Nguyên khi mà nói đến mấy cái hành động tế nhị đấy, hai má Châu nóng ran lên. Cô không ngờ là khi khao khát chuyện đó anh lại mạnh miệng như vậy. Thật là hết chịu nổi với anh luôn. Có gì mà em phải ngại nhỉ? Tình dục là một bản năng tuyệt vời của con người. Những cảm xúc thăng hoa khi ân ái là cảm xúc tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng. Với anh, tình dục là một loại khát khao. Và lúc này anh đang khao khát và nhớ em. Nhưng mà em... Anh hiểu em đang nghĩ gì. Em không cần phải giải thích. Nói chuyện với anh một lát thôi, anh sẽ đi ngủ ngay. Chứ không phải là anh đang muốn à? Anh có. Vậy anh làm sao mà ngủ được? Lát nữa anh sẽ xem phim và... Em có nhớ anh không? Thực sự em không muốn chuyện đấy à? Em nhớ anh. Ước gì được ở bên em giờ này. Anh sẽ ngấu nghiến em. Đã quá giờ làm việc, Tuyết đứng ở cổng trường thập thò nhìn vào bên trong. Không thấy bóng dáng sếp đi lại lại. Cô yên tâm mở máy gọi cho bác bảo vệ. Bác ơi, mở cửa cho cháu với ạ. Cháu Tuyết đây. Sao nay đi muộn thế hả cháu? Bác Tuấn hỏi xong liền tắt điện thoại, đứng dậy và nhìn ra cổng. Thấy Tuyết khúm núm núp sau bức tường, bác vội ra mở cổng phụ mồm dọa nạt. Nhanh lên, đi cái cửa sau cơ kìa. Để chị Đại thấy thì lại mất vui. Cháu cảm ơn bác ạ. Tuyết đi vào phòng làm việc. Thấy Châu đang chăm chú gõ văn bản, cô hỏi tinh nghịch. Nè, sáng giờ có ai vào đây không bà? Hên là hôm nay không có ai vào. Sao nay đi muộn thế, ngủ quên à? Ngủ quên mất không kịp dậy đi làm. Tuyết bỏ cái túi sách xuống. Cô nhanh chóng khởi động máy tính và thầm cảm ơn trời. May quá Tuyết đi làm muộn không bị phát hiện. Cũng bởi đêm qua liên tiếp bị Niên giày vò tới gần sáng. Tuyết mệt nên không có cách nào để dậy về sớm được. Sáng nay trễ xe bus, cô tốn thêm mấy trăm nghìn đi taxi từ thành phố về đây. Thật là xạ trai hết cả nấc. Nghe Tuyết nói Châu cũng tin, nhưng ngồi một lát Châu tò mò hỏi. Này, sao tôi thấy quần áo của bà lại có mùi Romano hả? Hay như đó là mùi của con trai cơ mà. Mọi khi là bà dùng nước hoa cu xì, thoang thoảng thì không có hắc xì như này đâu nhá. Tuyết chột dạ, không hiểu sao mũi Châu thính thế.
Đúng là hôm qua có gần gũi với Niên nên có thể là cái mùi hương của anh ấy đã quyện vào quần áo của cô. Nhưng mà đêm qua cô đâu có mặc quần áo nhỉ? À, chắc tôi phơi quần áo trước cửa phòng. Mùi hàng xóm bay sang nó ám vào mà. Ờ, mùi nặng quá. Tôi tưởng là bà dở người lại đổi cái gu nam tính. Hâm, ai dùng mấy cái đồ bọn con trai làm cái gì? Thế ông Niên có hay nhắn tin gọi điện gì không? Thỉnh thoảng cũng. Tuyết ngập ngừng. Vì trong cái mối quan hệ này cô cảm thấy mình nó chủ động nhiều quá. Ờ, nói vậy chứ tôi thấy ông này cũng không đáng tin thế nào. Bà nói vậy là sao? Tuyết ngơ ngác hỏi lại. Cảm giác thôi, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi cứ thấy ông ấy lăng nhăng. Bà có thấy vậy không? Nghe bạn nhận xét, Tuyết thấy mình như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Quả đúng là cô thiếu niên hời hợt và ít quan tâm đến mình. Nếu không muốn nói là quá lạnh lùng và vô tâm. Ờ, cũng mới quen chưa lâu nên là tôi không để ý lắm. Châu có tâm sự riêng và không tiện nói ra. Bởi suy đoán của cô có thể không chính xác. Cô biết là Tuyết đang thích Niên. Nếu như nói hết ra chỉ sợ Tuyết thất vọng. Sợ cô nghĩ rằng cô cản trở mối tình ấy. Còn Tuyết cũng giống như bao nhiêu người khác. Tình cảm riêng tư cá nhân đâu thể mang ra kể lể cho người khác đánh giá. Thành thử Niên là người như thế nào, Châu nghĩ ra sao, Tuyết nhận xét như thế nào. Vẫn không ai thẳng thắn mà tranh luận. Xe máy bon bon trên đường. Lâu ngày không gặp nhau. Mỗi lần Châu trở về nhà, chị em lại tíu tít không ngớt chuyện. Vừa chạy xe, Châu vừa ba hoa kể chuyện. Mới nhận được ba cái váy order từ tuần trước đẹp mê ly. Quỳnh Anh thích thì chị tặng cho một chiếc. Ủa, nay chị hào phóng thế. Đúng là chất người có tiền nha. Chuyện Châu bây giờ là khác xưa rồi. Có bạn trai nên là phải làm đỏm hơn nữa nha. Nhưng mà chị mua hỏng một lúc ba cái cơ. Em thì shop đấy bán cũng không rẻ đâu nhá. Anh Nguyên tặng, chị chỉ việc chọn thôi. Ủa, thế là anh Nguyên anh hào phóng ấy chứ. Em tưởng chị mạnh tay chi tiền xong tặng em cơ. Vừa chiêu đãi mày một cái chậu bánh gối trà sữa, giờ lại đưa đi mua giày. Thế như thế là chưa hào phóng à? Hào phóng, hào phóng. Chết chứ lị. Thế lâu rồi ông Thành có lên nhà mình không? Không. Từ cái đợt lên lâu lâu rồi. Lâu rồi không thấy đến. Mẹ em chẳng chú ý. Có khi đến lúc em học rồi về luôn. Cũng không thấy bố nói gì. Thế anh Nguyên có hay gọi điện cho chị không? Ngày nào mà chẳng gọi. Mà hả này, mày có thích chị đi lấy chồng không? Chị lấy chồng hay không thì cũng thế. Bây giờ cũng làm xa nhà rồi còn gì. Ta đang hỏi mày có thích hay không. Mày phân tích gì mà nhiều thế. Nửa có nửa không. Sao lại như vậy? Vì em thương chị. Em sợ chị đi lấy chồng xa thì lại khổ ra. Ủa, tin được không đấy? Mày lại lo cho chị mày như thế á. Em nói thật chị lại cứ không tin nhỉ. Ủa, tao xúc động quá. Nhưng mà chắc gì chị đã lấy anh Nguyên mà mày lo xa như vậy. Gớm nữa, chị mà không lấy anh ấy thì chị còn lấy ai? Mình nghĩ là chị mày thiếu dài. Không thiếu mà 24 tuổi mới có người yêu. Duyên đến muộn một chút chứ có cái gì đâu. Em thấy anh ấy quan tâm chị như vậy, mua đồ các thứ, chắc là yêu thật lòng. Em đoán thôi, chứ ở xa vậy ai mà biết được. Mày không nói về sau thì không được à? Thì chị cũng phải vì sáng suốt chứ. Yêu xa như vậy, có ai ở kè kè bên đâu mà kiểm tra. Câu nói của anh cũng có lý nhỉ. Châu yêu Nguyên và cô rất tin tưởng anh. Nhưng không có nghĩa là xác suất không xảy ra. Miên man suy nghĩ. Thế nào Châu lại vượt đèn đỏ ngay trung tâm thành phố? Mặc dù mới có 2 giây ngắn ngủi. Nhưng mà số đen vẫn bị mấy anh cảnh sát giao thông mời về đồn xuất trình giấy tờ. Đứng trong sân trụ sở công an phường, Châu tháo mũ bảo hiểm và tích cực giải thích. Anh ơi, thực sự là khi nãy em không hề vượt đèn đỏ. Còn 2 giây nữa, em đã đi qua rồi, nhưng vì đường đông, các xe nó chen chúc nhau. Em muốn rẽ trái nhưng mà vướng xe lớn không qua được. Thôi, chị vui lòng không giải thích, mời chị xuất trình giấy tờ. Anh cảnh sát nghiêm nghị đứng bên cạnh Châu. Hôm nay là ngày nghỉ, có rất nhiều người tham gia giao thông bị phạm lỗi. Xe máy dựng kín cả sân.
Anh chìa lên phía trước một cuốn sổ nhỏ và lạnh lùng hỏi. Tên của chị là gì? Giấy tờ xe bằng lái của chị đâu? Nghe anh cảnh sát hỏi, Châu bối rối. Thực ra đến giờ cô vẫn chưa thi bằng lái xe vì lười. Tính lại hơi ẩu. Đi ra đường chỉ đổi mũ bảo hiểm cho có lệ, chứ ít khi mang theo giấy tờ xe. Thành thử lúc này đứng trước anh cảnh sát giao thông, Châu có cảm thấy sợ sợ. Tim lại đập nhanh hơn bình thường, nhưng mà vẫn cố làm ra cái vẻ bình tĩnh. Em tên là Châu ạ. Cái gì Châu? Minh Châu ạ. Họ tên đầy đủ của chị là gì? Chưa học hết phổ thông à? Bùi Ngọc Minh Châu. Địa chỉ? Em ở phường Quyết Tâm. Đang đi học hay đi làm gì? Anh hỏi cái đó làm gì? Thế Châu xinh xắn. Anh cảnh sát cơ động, lòng muốn tha cho cô, vờ ghi sổ để kiếm chút thông tin thôi. Ai ngờ cô gái này khá bướng bỉnh. Đi đâu về mà vội thế? Thấy đèn xanh sắp hết thì phải dừng lại chứ. Cố tình nao đi là thế nào? Quỳnh Anh đứng bên cạnh run như là cầy sấy, bởi cô bé còn nhỏ tuổi, chưa bị công an mở lên đồn như thế này bao giờ. Biết chị gái đã phạm luật giao thông, cô bé mặt cái tái mét đi, chỉ sợ họ giữ xe về bố mắng chết. Em đón em gái đi học về thôi anh ạ. Em có đi đâu đâu. Khi nãy ở nhà vội đi quá nên em không mang theo giấy tờ xe. Em phạm lỗi lần đầu, mong anh bỏ qua cho em. Cứ nộp đủ giấy tờ ra đây. Anh xem xét nếu đủ thì anh tha. Mà nhà gần đây đúng không? Anh cho 30 phút nữa. Về nhà đem giấy tờ đến. Nếu đúng thì không lập biên bản. Đọc số điện thoại xem nào. Châu sợ hãi. Lúc này cô sợ thật. Cô không hiểu luật giao thông lắm, nhưng mà nghe mọi người nói là không có bằng lái xe là phạt rất nặng. Số đen rồi. Phe này bị phạt thì đen thật sự. Còn tội vượt đèn đỏ nữa chứ. Mà có đúng số của em không đấy? Thì anh không tin thì anh cứ gọi thử xe. Mặt Châu thất thần, toan mở khóa xe đòi dắt ra khỏi trụ sở thì bị anh cảnh sát giữ lại. Cô định làm gì đấy? Em về nhà lấy giấy tờ đem nộp cho anh chứ làm gì? Tự bắt xe ôm mà về, xe phải giữ lại đây. Có giấy tờ đầy đủ mới được mang xe về. Định chạy làng à? Em về nhà lấy giấy tờ xong em quay lại đây ngay chứ, em lừa anh làm cái gì? Không được. Một là về nhà lấy, hai là gọi người nhà mang đến, luật rồi, không được mang xe đi khỏi đây. Châu bĩu môi, cô lững thững kéo tay Quỳnh Anh ra trước cổng đứng. Nhìn trước ngó sau xem có thấy chiếc taxi nào vật vờ qua đây không để vẫy. Đúng là số nhỏ quá. Đang yên đang lành là không bị phạt rồi. Khi nãy chị vượt đèn đỏ thật à? Sao mà chị vội thế? Mày hâm à? Khi còn 2 giây nữa ta đã đi qua rồi, nhưng mà tắc đường, vướng xe to nên không lách sang đường. Ê thằng chó mắt tinh thế. Gô cổ ngay về đồn nó mới chán. Kiểu gì bay hơn 1 triệu là ít đấy. Ủa nhiều như vậy á chị? Chứ còn sao nữa. Mấy tội liên tiếp, vượt đèn đỏ này lại còn không có giấy phép lái xe. Hình như lâu rồi tao cũng không mua bảo hiểm xe máy sao. À đèn vãi. Sao chị không thi bằng lái xe đi? Bao nhiêu năm rồi mà không có bằng. Như này sợ chết đi được ấy. Bị họ tóm cái nó mất tiền oan. Đúng là sau đợt này phải thi thôi. Hoang mang vãi trưởng. Hai chị em của Châu đứng ở bên ngoài dưới gốc cây cổ thụ. Đúng lúc ấy có chiếc xe cảnh sát đi giao thông từ bên ngoài về trụ sở. Hai anh đi kiểm tra lưu thông trên đường. Khi đi ngang qua hai cô gái, anh cảnh sát ngồi phía sau có cảm giác ngờ ngợ, giống như là gặp người quen. Xuống xe, anh ta đi ra phía cổng, tiến đến gần và hỏi chuyện. Xin lỗi cho hỏi. Nghe tiếng nói cất lên từ phía sau, Châu dần mình quay lại, bởi cái giọng nói đấy sao mà nghe quen thuộc quá. Bốn mắt nhìn nhau. Sự dự đoán trong não bộ của Châu cho biết cô đã không đoán nhầm. Giọng nói ấy là của Niên. Niên mừng rỡ bởi vô tình gặp Châu ngay tại đây. Anh cười toét miệng và nói tiếp. Châu đúng không? Anh Niên đây. Anh Niên. Quỳnh Anh trố mắt nhìn chẳng hiểu cái gì cả. Và cũng ngạc nhiên nữa. Bởi chả hiểu làm sao chị Châu lại quen biết rộng thế. Được cả anh cảnh sát giao thông bắt chuyện thế này. Không chừng hôm nay chuyện xui lại hóa chuyện tốt cũng nên. Nghĩ vậy, Quỳnh Anh yên lặng nghe ngóng tình hình. Nhìn em ở bên ngoài còn xinh hơn ở trong ảnh đấy. Nên không ngại ngần dành tặng Châu một lời khen, mà nghe xong Châu cũng rất thích. Em cảm ơn, sao anh lại nhận ra em thế ạ?
À, anh vừa mới đi ngang qua, nhìn em quen quen. Anh đoán thôi chứ cũng không dám chắc là em. Nhưng mà nghe giọng nói thì đúng là rồi là em rồi đấy. Niên có một thân hình cao lớn, nét mặt duyên. Có một sức hút không nhỏ đối với người khác giới. Thế này mà bảo là chưa có người yêu thì đúng là không thể nào mà tin được. Anh tinh ý thật đấy ạ. Mà em đi đâu mà em lại đứng ở đây? Nghe Niên hỏi, Châu mới sực nhớ ra. Cô cầm cảm thán ở trong lòng. Đúng là may quá, gặp anh ấy ở đây. Cô không ngại liền trình bày lý do. À, em đi trên đường, không vượt đèn đỏ tí nào nhưng mà bị mấy anh kia hiểu lầm nên là dẫn về đây. Ai thế? Ai dẫn em về đây? Niên tò mò. Là anh kia. Cái anh mà đứng ở trong sân ấy à? Anh có quen anh ấy không? Anh quen chứ, đồng nghiệp của anh mà. Vậy bây giờ em định làm gì mà đứng ở đây? Anh kêu em về nhà lấy giấy tờ. Nếu ổn thì không bị lập biên bản. Anh hiểu rồi, đứng đây chờ anh một lát nhé. Niên bỏ mặc chị em Châu đứng dưới gốc cây cổ thụ. Anh ga lăng đi vào bên trong sân. Châu như chút được gánh nặng. Nếu như mà anh ấy đứng ra nói đỡ cho hôm nay thì ví tiền của cô sẽ bớt tổn thương. Đúng là phước đức quá. Ơ, anh này là ai đấy chị? Quỳnh Anh tò mò. Em trai của sếp phó cơ quan chị đấy. Bảo sao mà nhiệt tình thế? Nhưng mà liệu anh có giúp được không hả chị? Hy vọng là được. Nên đứng nói chuyện một hồi lâu. Thỉnh thoảng anh lại quay ra bên ngoài nhìn Châu. Châu bối rối né tránh. Lát sau Niên dắt xe máy của Châu ra trước cổng và nhẹ nhàng nói. Hai chị em đây à? Vâng. Đây là em gái của em. Mà sao anh biết à? Nhìn có nét giống nhau. Mà lần sau em đi ra ngoài nhớ là phải mang theo giấy tờ xe đấy nhé. Thôi hai chị em về đi. Ơ, xe của em được thả ra rồi ấy à? Hỏi vậy thôi chứ Châu biết Niên đã tác động. Nên là xe của cô mới được thả như thế này. Châu thầm cảm thán trong lòng với cái sự may mắn đấy. Ừ, xong rồi, hai chị em về đi nhé. Em cảm ơn anh nha, may quá gặp anh ở đây. Lần sau mà có gặp chốt ở đâu thì alo cho anh nhé, giúp được anh sẽ giúp. Châu lên xe và đi thẳng. Khi đã khuất khỏi tầm nhìn, Quỳnh Anh thắc mắc. Sao mà chị quen được toàn những anh đẹp trai thế? Eo ơi, nhìn mấy anh đấy ga lăng chết đi được ấy. Gặp chốt ở đâu thì alo cho anh nhà, giúp được anh sẽ giúp. Má ơi, nghe nói cái câu đấy mà em sướng hết cả tai. Châu nghe em gái huyên thuyên chỉ biết im lặng. Bởi não bộ của cô lúc này đang sắp xếp lại tất cả mọi thứ mà cô đã cảm nhận về Niên trước đây. Trước khi gặp gỡ, ngoài đời, thông qua những cái cuộc thoại ngắn và những tin nhắn không đầu không cuối thổ lộ tình cảm chóng vánh. Thêm cả sự hẹn hò với cô bạn đáng tin cậy Tiền Tuyết. Châu đánh giá Niên là người lăng nhăng, dê xồm, là người không đáng tin cậy. Tuy vậy, với sự gặp gỡ chấp nhoáng vừa rồi, cách cư xử lịch thiệp và dịu dàng ấy so với những gì mà cô cảm nhận trước đây thực sự là không giống nhau. Châu thiên nhiên tử tế, cảm nhận là khi gặp mặt thôi. Sao lại thế nhỉ? Mọi thứ cứ mâu thuẫn. Rốt cục thì anh ấy là người thế nào đây? Thực ra khi nãy vô tình gặp Châu ở trụ sở, nên vui và thích lắm. Mong muốn gặp gỡ thì không có cơ hội. Vậy mà vô tình lại chạm mặt nhau. Đúng là có duyên thì mới gặp gỡ được. Lúc ấy muốn trò chuyện cùng với Châu nhiều hơn và muốn mời cô đi uống nước. Nhưng mà rất tiếc là đang trong giờ làm việc nên không thể bỏ việc để đi hẹn hò được. Hơn cả thấy có em gái Châu đi cùng, muốn nói chuyện riêng tư thì cũng khó. Nên đành để cô về trước. Đứng ra bảo lãnh xe cho Châu là một hình thức lấy lòng trước tiên. Hy vọng cô nể mặt tối nay anh sẽ mời cô đi uống nước. Em đang làm gì đấy? Buổi tối rảnh nên chủ động inbox cho Châu. Đáp lại sự nhiệt tình giúp đỡ của anh lúc chiều, Châu vui vẻ reply tin nhắn. Không phải vì thấy anh ấy đẹp trai hay ga lăng mà cô tỏ vẻ thân thiện, mà bởi là gặp gỡ ngoài đời Châu có cảm nhận tích cực hơn về anh ấy. Em đang trông em ạ. À? Ôi trời, em gái em lớn thế mà vẫn phải trông. Dạ không, em còn một đứa em nữa là em trai. À, anh quên mất. Nói chuyện mấy lần vẫn chưa hỏi gia đình em có mấy anh chị em. Mà buổi tối em có rảnh không? Cuối tuần em rảnh có làm gì đâu hả anh? Lên công viên ngồi uống nước hóng gió đi. Thôi, buổi tối em ngại ra đường lắm. Em sợ bị bắt xe nữa à? Yên tâm, bắt xe đã có anh bảo lãnh lo cái gì. Không phải như vậy, em ngại ra ngoài thôi.
Thế anh qua đón em nhé. Mấy khi anh em mình có dịp gặp nhau ngoài mạng xã hội thế này. Nghĩ tới việc lúc sáng nên nhiệt tình, nên trông áy náy. Hay là mời anh ấy ly cà phê nhỉ? Cũng được. Anh đang ở đâu ạ? Anh đang ngồi công viên đấy. Bây giờ em lên Hồ Xanh nhé. Tắt điện thoại. Châu sửa soạn một chút rồi xuống nhà. Cô Tí vẫn chơi với Quỳnh Anh ở trên gác. Thấy Châu xuống một mình, cô người thắc mắc. Định đi đâu hả cháu? Dạ cháu ra ngoài có một chút việc, cháu về ngay đấy ạ. Cô Tí đang chơi với Quỳnh Anh. Cô tranh thủ làm gì thì làm đi ạ. Ừ, nhớ về sớm đấy nhá. Không phải là đi gặp người yêu, nhưng mà tâm trạng của Châu rất hồi hộp. Bởi Niên là con trai mà anh ấy lại có tình cảm với cô nên cô hơi ngại. Nếu mà không vì anh ấy bảo lãnh xe giúp thì cô sẽ không gặp bạn Niên vào giờ này đâu. Đơn giản vì cô cảm thấy là nợ anh ấy một cái gì đó. Muốn mở ly nước để cảm ơn thôi. Châu, anh ngồi ở đây. Châu đang tìm vị trí mà Niên ngồi thì bất ngờ nghe giọng anh cất lên. Ngoài giờ làm việc, Niên mặc thường phục, nhìn tướng tá bảnh bao dữ dằn. Châu bẽn lẽn ngồi xuống đối diện. Anh đến lâu chưa ạ? Anh vừa gặp gỡ đám bạn ở công viên. Từ lúc hẹn em là anh qua đây luôn. Châu uống gì để anh gọi? Hôm nay em mời anh nhé, anh uống gì anh cứ gọi. Ai lại để phụ nữ trả tiền bây giờ? Em đừng có khách sáo như vậy. Anh cảm thấy hổ thẹn lắm. À, không sao đâu, nam nữ bình đẳng. Con gái trả tiền thì có gì lạ đâu anh. Chứ không phải vì em muốn cảm ơn anh chuyện lúc chiều. Nên nhìn ra được suy nghĩ của Châu. Đúng như anh dự đoán. Muốn gặp gỡ cô thật là không có dễ dàng gì cả. Chuyện đó cũng là một phần thôi. Hôm nay cứ để em mời nhé. Em làm thế thì đừng coi anh là bạn nữa. Em phải cho anh một chút thể diện đi. Từ đây về tới nhà còn xa lắm em ạ. Anh không muốn mọi người chế giễu anh đâu. Làm gì mà nghiêm túc, nghiêm trọng như thế ạ? Anh đùa đấy. Em còn nói như vậy là anh giận thật. Em uống nước cam nhé. Vâng. Càng nói chuyện, Niên càng bị cái ánh nhìn của Châu làm cho cuốn hút. Cố xinh thật sự. Biểu cảm khi cười mỉm hoặc lấy tay che mặt thẹn thùng mới duyên dáng làm sao. Càng nhìn, Niên càng nảy sinh lòng tham. Cảm giác muốn chinh phục cô gái cứ thôi thúc anh. Chiều mai hay là sáng thứ hai em xuống hát lót? Em định chiều mai đi sớm. Sợ người kia không kịp giờ làm anh ạ. Thế chiều mai anh đưa em đi được không? Nhân tiện anh cũng xuống thăm chị gái luôn. Vì là lâu rồi anh cũng chưa có xuống dưới đó. Nên nói dối không có chớp mắt. Chưa đầy một tuần trước anh xuống gặp Tuyết. Cứ đêm muộn anh chạy xe xuống và sáng sớm mình lại về. Vậy mà... Em không dám phiền anh đâu. Công việc của anh cũng bận rộn. Em tự đi xe buýt cũng được mà. Nhìn đồng hồ đã gần 21:30. Châu đứng dậy và cáo từ. Cảm ơn anh về chuyện ngày hôm nay. Muộn rồi. Em xin phép đi về trước ạ. Kìa, Châu. Nên đứng bật dậy. Anh đưa tay kéo tay Châu lại. Bất thình lình cô quay người, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ ngạc nhiên của Châu càng khiến cho Niên thích thú. Anh thì thầm. Em đi cẩn thận nhé. Tưởng anh ấy định nói gì. Ai ngờ câu dặn dò làm Châu thót tim. Anh chàng này cũng khá thú vị. Châu bối rối bước đi, để mặc cho Niên đứng đó với ánh mắt si tình. Châu vừa đi khỏi, Niên mở điện thoại ra thì thấy 15 cuộc gọi nhớ liên tiếp. 10 tin nhắn của Tuyết. Tâm trạng đang vui, nhìn màn hình điện thoại Niên bỗng cáu kỉnh và cảm thấy bực bội trong người. Không cần đào quanh cũng biết Tuyết đang đợi anh trước cửa phòng. Đúng là cái thứ phụ nữ khó hiểu gì đâu. Cố tình tỏ cái vẻ lạnh nhạt mà vẫn đeo bám. Anh đâu phải người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Thiết nghĩ những gì có cùng nhau cũng chỉ là những phút giây cùng nhau thỏa mãn, lấp đầy những chỗ trống bị thiếu hụt thôi. Anh ghét cái cảm giác bị bó buộc thế này. Anh sẽ tìm cách để chấm dứt nó. Nghĩ vậy, Niên rời khỏi quán cà phê và lái xe trở về hướng trường cao đẳng. Quả nhiên, Tuyết đang đứng ở trước cửa phòng. Cô cả ngày càng ăn mặc hở bạo đến táo tợn. Chiếc váy xẻ sâu phô gần hết bộ ngực chảy xệ. Cặp đùi ngồn ngộn sau cái lớp quần tất mỏng manh. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Niên như muốn tra khảo. Anh chán nản mở cửa và đi vào phòng. Sao anh không nghe điện thoại của em? Em gọi anh làm gì đấy? Thì em đến thăm anh. Anh không có nhà nên em gọi. Cuối tuần em không về thăm nhà sao? Cứ rảnh là đến bên anh.
Chả nhẽ em lại thèm anh đến thế à? Nên nói năng không giữ ý. Yêu nhau thì phải gặp nhau chứ. Anh không nghĩ tình cảm của bọn mình là tình yêu đâu. Anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn ai hết đấy Tuyết ạ. Anh nói gì đấy? Không yêu. Không yêu mà tại sao em lại làm chuyện đó với em? Em thử nghĩ đi. Đàn ông đi ngủ với gái dịch vụ, không lẽ họ cũng yêu ca ve à? Tuyết tròn mắt. Ý của anh ta không phải là so sánh cô với mấy cái loại gái rẻ tiền kia đấy chứ. Anh đang nói gì thế? Chúng mình chấm dứt đi. Anh thực sự không có tình cảm gì với em đâu. Đừng làm phiền anh nữa. Đồ tồi. 5 lần 7 lượt anh trèo lên người tôi. Anh nói anh yêu tôi, khao khát mỗi khi bên tôi. Giờ anh bảo anh không có tình cảm. Như vậy anh nghĩ là thế nào? Lúc ấy hưng phấn lên, anh nói như vậy để gia tăng cảm xúc thôi. Tình dục mà, nếu không có sự tác động thì không lên cao trào được. Anh nghĩ là em đến bên anh cũng vì em khao khát có được chuyện đó. Em nghĩ mà xem, chúng mình mới gặp gỡ, chưa thực sự hiểu nhau. Chỉ là bản năng lúc ấy quá mạnh thôi. Khốn nạn, không yêu tôi tại sao anh còn gặp tôi làm gì? Tại em đấy chứ. Tôi không gặp thì em liền tìm đến đây. Em thường hỏi khắp thế gian để xem có con mèo nó lại chê mỡ không? Anh... Tuyết giận tím mặt mày. Cô không ngờ là cái người đàn ông trước mặt lại tráng trở và lần lọng đến như thế. Nhưng cô cũng không lường trước được tình hình. Suốt thời gian ở bên nhau, cảm nhận được Niên không mặn mà với mình, Tuyết âm thầm lên kế hoạch. Nhiều lần quan hệ, Tuyết mời Mọc để Niên đi vào trực tiếp, không dùng màng che chắn. Mỗi lần như vậy cô luôn quả quyết rằng mình đã uống thuốc ngừa thai. Niên tin lắm. Vì nghĩ đàn bà con gái có thân phải biết giữ, vui chơi phải tránh hậu quả. Có thể anh không yêu tôi, nhưng còn cái thai này anh nghĩ xem, anh đi làm gì với nó? Tuyết lạnh lùng lấy ra từ trong túi sách một tờ phiếu xét nghiệm siêu âm. Cái thai đã gần 4 tuần. Niên hoang mang, đang dương dương đắc ý, tính giở trò sở khanh ná đổi cô gái này. Không ngờ cô ta lại đưa ra một tin sốc hơn. Em đùa tôi đấy à? Thai? Thai nghĩa là sao? Không phải mỗi lần quan hệ em đều uống thuốc à? Tôi biết có ngày anh sẽ chán tôi, nên tôi đã không uống thuốc. Để xem anh làm được cái gì tôi nào. Cô lẳng lơ đĩ thoã như vậy, chắc gì đứa bé đã là con tôi. Tôi không biết anh có tin hay không, chỉ cần cái tin để truyền đến cơ quan của anh, để xem anh sẽ đối diện với nó như thế nào. Cán bộ ngành mà anh không gương mẫu thì hãm hiếp gái nhà lành có thai. Tuyết cười khoái trả, trong âm điệu chứa đựng sự chua xót. Niên nghe xong liền rùng mình. Thật không ngờ bao nhiêu năm trời trắc táng, đây là lần đầu tiên anh gặp một người đàn bà thâm độc đến như vậy. Cô ta tính dùng cái thai để uy hiếp và trói buộc anh. Bởi cô ấy nắm được cái điểm yếu là anh đang làm trong ngành. Bất cứ những tin đồn thất thiệt sẽ là một ván bài đen tối. Đi đêm lắm qua ngày gặp ma là vậy sao? Không giống như mọi lần, mỗi khi Tuyết đến thăm Niên hoặc Niên xuống nơi ở của Tuyết, những khi có cơ hội gặp gỡ, cả hai đều lao vào nhau như là cá gặp nước. Sự khao khát mãnh liệt khiến cho hai người vồ vập lấy nhau tựa như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Vậy mà... Bóng tối bao trùm cả không gian. Căn phòng nhỏ bé của Niên chỉ vọng lại âm thanh của đồng hồ kêu tích tắc. Tuyết nằm trên giường, Niên ngồi tựa lưng vào sofa. Đầu óc thì không ngừng suy nghĩ. Bình thường Niên không hay cáu gắt với Tuyết như ngày hôm nay. Dù không yêu, nhưng ở cô ấy, sự chiều chuộng mỗi khi ân ái khiến Niên mềm lòng. Tuyết lên thăm lần nào là đêm mới xác định. Cả hai gần như là quần quật đến sáng. Chắc chắn là do Châu, Niên khẳng định. Bởi sự gặp gỡ ngày hôm nay với Châu đã tạo cho Niên một ấn tượng đặc biệt. Cuốn hút, tò mò và muốn chinh phục. Chinh phục thì vốn là thuộc tính vốn có của đàn ông. Những cái cảm xúc mới mẻ ấy khiến cho Niên khao khát được khám phá. Càng khó, Niên lại càng thích mạo hiểm. Tâm hồn rực rỡ sắc xuân cả đoạn đường về nhà. Nhìn thấy Tuyết, Niên cụt hứng. Bởi cô ấy ở trong tâm trí của anh chỉ như một nhân vật dự bị, không hơn không kém. Thế mà lúc này lại tỏ vẻ muốn được kiểm soát anh.
nên không xác định được đứa trẻ có phải là con mình hay không. Nhưng mà trước mắt, Tuyết giống như một kẻ hận tình. Một khi con người ta đã chán ngán tất cả thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Điều này Niên hiểu rất rõ. Bởi dân trong ngành, ít nhiều kiến thức về tâm lý học cũng nắm bắt được kha khá. Niên sợ, nếu như phải cố gắng đối đầu với người đàn bà ấy thì tương lai, sự nghiệp của anh coi như bỏ. Phải làm gì đây? Cưới cô ta? Nhưng anh đâu có tình cảm gì với cô ấy. Miễn cưỡng chung sống với một người không có tình cảm thì những ngày tháng sau này khác gì địa ngục trần gian. Thật là khó nghĩ quá. Đêm trở nên dài và u uất hơn khi mà lòng người bỗng có tâm sự. Trong bóng tối, Tuyết mở mắt nhìn lên trần nhà. Một màu đen vĩnh cửu, không phân biệt được màu gì khác. Nó cũng giống như màu sắc của tình yêu mà cô dành cho Niên. Tuyết thấy mình khổ quá. Người ngoài nhìn vào những tưởng cô có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà đâu biết rằng một cô gái ngoài 20 tuổi đầu, nhan sắc không quá tệ, nghề nghiệp ổn định, tới giờ vẫn chưa biết được cảm giác được ai đó yêu toàn tâm toàn ý là gì cả. 15 tuổi, chính bạn học cùng lớp cưỡng hiếp có thai. Tuyết trở thành đề tài bàn tán của cả trường học và nơi cô sinh sống. Hôm nào đi học cũng bị cười chê. Có đám bạn còn bàn tán. Con kia đĩ thoả lắm. Nhìn ngực nó to thế cơ mà. Thằng nào mà chả thèm sơ đâu gái. Nó giống mẹ nó. Bố ta bảo mẹ nó cũng ngực to. Đàn ông trong xã này ai chả bó mẹ nó một cái. Thuở ấy Tuyết còn nhỏ, chưa hiểu hết được ý nghĩa của những cái lời nói khiếm nhã là gì. Cô và gia đình sống trong những ngày tháng đầy thị phi của hàng xóm ban tặng. Và đến khi lớn lên, Tuyết vẫn chẳng có ai tán tỉnh yêu đương. Vì trong mắt mọi người, cô là đĩ. Mãi đến sau này, khi mà đi học chuyên nghiệp, bố mẹ Tuyết chuyển nơi ở mới, cuộc sống đã dễ dàng hơn. Không phải lắng nghe những lời gièm pha của thiên hạ nữa. Nhưng mà cô vẫn không hiểu được. Cảm giác được một ai đó yêu hết lòng vì mình. Anh nào tán tỉnh và qua đêm cùng với Tuyết đều bỉ bôi vì cô không còn trông trắng nữa. Trải qua nhiều lần đau đớn như vậy, Tuyết đã mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Quá mệt mỏi với mọi thứ, gặp được Niên cũng là bởi thấy anh đẹp trai, Tuyết đem lòng yêu. Khi phát hiện, anh chỉ coi mình như một món đồ chơi qua đường. Sự hận thù trong tâm trí là trỗi dậy. Cô quyết không để đàn ông phụ mình nữa. Nắm được điểm yếu của Niên, Tuyết dùng cái thai để đe dọa. Tuyết cũng suy nghĩ rất kỹ. Cô biết, nếu mà gượng ép tình cảm của một người đàn ông thì không khác gì đem tài sản của mình cá cược vào một canh bạc. Nó vô cùng mong manh và cũng chẳng có hy vọng gì cả. Nhưng nghĩ lại, quá khứ Tuyết đã từng là một lần bỏ thai. Tình yêu thì không suôn sẻ. Cô không muốn mệt mỏi với đoạn đường tình ái phía trước nữa. Bởi hành động phá bỏ con trong quá khứ đã là một tội ác. Cô không thể nhẫn tâm tiếp bỏ đi cốt nhục của chính mình. Hiện tại, nếu không có bố nó, cô vẫn có đủ khả năng lo cho con mình. Nhưng rồi, nỗi hận đàn ông, sự cay cú khi trở thành món đồ chơi cho họ, khiến Tuyết không bao giờ cao thượng được. Niên đã cùng với cô làm chuyện đó. Anh cũng chính là bố của đứa trẻ. Mặc dù có thể tự nuôi con, nhưng mà Tuyết không muốn cho Niên có cơ hội đi lừa lọc thêm người khác. Hơn cả là cô muốn con mình sinh ra phải có bố. Thao thức nhìn gà gáy cho đến sáng, Niên mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tuyết thì vẫn căng mắt nhìn vào đêm thâu. Bỗng dường như có một vật gì đó rơi xuống nền nhà. Tuyết giật mình ngồi dậy và đi về phía Niên đang nằm. Trong bóng tối lờ mờ, Tuyết rón rén nhìn xuống nền nhà. Thì ra là cái điện thoại của Niên bị rơi. Niên sống một mình nên không cài pass điện thoại. Tuyết như bắt được vàng, cô rón rén trở lại giường nằm. Cảm giác xem trộm điện thoại của anh ấy mới hồi hộp và run làm sao. Chỉ sợ Niên dần mình thức giấc, anh ta tặng cho cô một cái bạt tai, hoặc đơn giản là mắng cho một trận thì nguy. Tuyết mở bóc chat trong ứng dụng Messenger ra xem đầu tiên. Nhìn nhật ký chat, thấy tên Minh Châu. Tuyết thấy cay cú lắm. Mới hôm trước Châu còn nói Niên là người lăng nhăng, không đáng tin. Vậy cô chat với Niên làm gì nhỉ? Trong khi Châu đã có bạn trai. Anh chàng tên Nguyên gì đó. Không ngăn được nỗi tò mò, Tuyết kéo lịch sử chat và xem không sót một tin nào qua lại giữa hai người đấy. Nhìn những dòng tin nhắn mùi mẫn thổ lộ tình cảm mà Niên dành cho Châu, trái tim của Tuyết có như ngàn mũi cứa vào sâu. Cảm giác lúc này là gì chứ? Là ghen tuông à?
Với một người không tin vào đàn ông, cũng nhắm mất niềm tin vào tình yêu như cô mà cũng biết ghen à? Thực sự Tuyết không thể giữ nổi bình tĩnh. Từ lúc qua lại với nhau cho đến giờ, trò chuyện không ít, thậm chí là trao đổi cả thân xác. Nhưng chưa khi nào Niên dành cho Tuyết những lời nói dịu dàng và quan tâm giống như với Châu cả. Cho dù Châu hờ hững, có tin thì reply, tin thì không, nhưng Niên vẫn kiên nhẫn đến thế. Tuyết ngỡ rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn biết yêu là gì, cũng không biết thế nào là ghen tuông hờn giận. Vậy mà sai, sai bét. Thực tế cô gái có quá nhiều tổn thương như Tuyết, rất khao khát có được sự quan tâm và yêu thương của người khác. Vì hận mà yêu, vì quá yêu nên mới hận. Tưởng rằng chỉ vui chơi cùng Niên để thỏa mãn những cảm giác phiêu lưu tình ái, nhưng mà không ngờ Tuyết lại đem lòng yêu Niên thật. Tiếc là anh lại chỉ coi cô như món đồ chơi. Còn với bạn cô, dù cô ấy hời hợt lạnh lùng, nhưng vẫn được anh quan tâm và săn đón cuồng nhiệt. Tuyết mở điện thoại ra và chụp lại đoàn chat giữa Niên và Châu. Trong bóc chat còn rất nhiều tin nhắn khác nữa với cô gái có gương mặt non trẻ, nhưng mà Tuyết chẳng quan tâm. Vì sự quan tâm của cô bây giờ chính là cô bạn đồng nghiệp. Tuyết không thể chấp nhận được bố của đứa trẻ trong bụng cô đã đem lòng yêu cô bạn của mình. Vì muốn vun đắp cho Nguyên và dì Vân, em gái vợ nên duyên, nên Trinh rất hay có lý do nhỏ để mời Nguyên đến nhà chơi. Chỗ anh em thân thiết, nhiều khi Trinh mời mọc nhiệt tình quá. Có lần còn bày trò gửi cả hai đứa nhỏ bên nhà Nguyên, sau đó lấy lý do bận và nhờ anh đưa cháu về đến tận nhà. Những lúc như vậy Vân luôn xuất hiện một cách tình cờ, và hôm nay cũng thế. Anh Trinh nói là muốn tạo không gian trên tầng thượng cho vợ chồng hoa và rau sạch, nên nhờ Nguyên qua nhà giúp anh khiêng đất. Hai anh em hỉ hụi khiêng đất, mang những chậu sành sứ có kích thước lớn nhỏ lên trên đó. Linh và Vân ở dưới dọn dẹp và nấu ăn. Hôm sau có anh Nguyên đến thế này, chị đừng gọi em qua nhà nhé, em ngại lắm. Giúp chị gái nhặt rau, Vân đắn đo và cất lời. Sao lại ngại? Tạo điều kiện cho dì gặp gỡ nhiều hơn. Chứ tự nhiên mình rủ người ta đi hẹn hò lại thành mất giá. Nhưng mà hình như anh có người yêu rồi chị ạ. Em nói chuyện vài lần, cảm nhận anh Nguyên thật thà và gần, dễ gần nhưng mà... Nhưng gì? Nhưng mà hình như anh không thích em. Mặt Vân buồn rười rượi. Thì mới biết nhau làm gì mà đã yêu ngay được, phải từ từ chứ. Không, ý em không phải là yêu, mà cảm giác anh cứ tử tế quá ấy. Chứ yêu gì vài lần gặp gỡ hả chị? Nhưng mà em thấy mấy cái thằng đán em nó tấn công dồn dập cơ. Anh Nguyên anh không thích em nên chẳng biểu hiện gì mấy. Thực lòng nhìn Nguyên đẹp trai, Vân thấy có cảm tình ngay. Qua vài lần trò chuyện cô lại càng thích. Nhưng cái thích ấy chỉ dám để trong lòng, chứ cô không có mộng tưởng. Đang tâm sự thì tiếng chuông điện thoại của Nguyên ở phòng khách vọng đến. Chị Linh đợt đợt chạy ra xem, định mang cho Nguyên, vì sợ cậu có công việc quan trọng. Nhưng những tên gọi hiện lên màn hình. Linh tò mò, ký hiệu viết tắt này là gì nhỉ? Có trời mới hiểu được. Nguyên lưu tên ai trong máy. Tuy nhiên biểu tượng cảm xúc trái tim khiến cho chị phỏng đoán người đang gọi chắc chắn là có quan hệ yêu đương tình ái với Nguyên. Ai gọi anh Nguyên về chị để mang lên cho anh ấy? Khỏi. Linh mạo muội bấm máy nghe. Cô chủ động mở loa ngoài cho Vân cùng nghe. Nguyên của em đang làm gì đấy? Cả buổi chiều nghỉ làm mà không gọi cho em là sao? Giọng Châu nũng nịu, vọng đến qua điện thoại. Cô không biết đầu dây bên kia là người khác nên mới vô tư nói chuyện như không có người ngoài. Xin lỗi, cô là... Linh ấp úng, nghe giọng phụ nữ đáp trả. Châu giật mình, nhìn lại số cô vừa gọi xem có nhầm không. Không hiểu vì sao gọi cho Nguyên mà lại có số người phụ nữ nào đó nghe máy. Nhưng không, đúng là tên Nguyên. Vẫn là số cô gọi cho anh hàng ngày, làm sao mà có thể nhầm được. Vậy ai đã cầm máy của anh? Nguyên đang ở đâu cơ chứ? Chị là ai? Nghe giọng phụ nữ hơi cứng rắn, Châu đoán là người đó không còn trẻ lắm nên tùy ý xưng hô em và chị. Chị Linh, em gọi Nguyên à? Dạ, sao chị lại cầm máy của anh Nguyên thế à? Em gọi Nguyên có việc gì không? Nguyên đến giúp chị sửa nhà, cậu đang dở tay nên chị nghe giúp. Em có việc cần gặp Nguyên ngay bây giờ không? Nói đoạn Linh quay sang bảo em gái, cố tình nói thật to để đầu bên dây kia vẫn nghe được. Vân, dì mang điện thoại lên cho cậu Nguyên này. Đâu, đưa đây để em mang lên cho anh ấy. Mang thêm hai lon bia cho anh em uống giải khát luôn nhá. Vâng ạ. À, thế thôi chị ạ, để lúc khác em gọi. Châu buồn bã tắt máy.
Cô thấy hụt hẫng làm sao? Chưa khi nào cô gọi mà anh lại điện thoại lại có nhiều phụ nữ nghe máy như thế này. Cả ngày không liên lạc gì cho cô. Bây giờ gọi thì lại không ở bên. Lẽ nào lời Quỳnh Anh nói lúc trước là thật à? Nguyên không đáng tin cậy. Sau lưng cô, anh vẫn tìm những niềm vui khác để lấp đầy chỗ trống. Tâm trạng của Châu tụt dốc không phanh. Cô tự đau khổ với những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong não bộ. Không ngừng suy diễn ra những tình huống dễ xảy đến nhất. Rằng Nguyên đang ở bên người con gái nào đó. Anh vui vẻ cùng họ và quên mất cô gái ngốc nghếch như cô. Cuộc gọi kết thúc, Vân ngơ ngác và hỏi. Sao chị lại làm như thế? Con này chắc chắn là người yêu của thằng Nguyên. Nhưng mà có bằng chứng gì đâu ạ? Mày không nhìn cái trái tim to đùng này à? Không yêu tự nhiên nó lại lưu cái hình trái tim vào đấy. Chưa kể khi nãy nghe máy nó đã hỏi Nguyên của em đang làm gì thế. Rõ ràng thế quá rồi còn gì. Chị biết rõ ràng cô là bạn gái của anh Nguyên. Tức là anh ấy có người yêu rồi. Thì chị còn gán ghép em với anh ấy làm gì nữa? Lời, yêu chị đã cưới đâu mà phải sợ. Cuộc đời thằng đàn ông phải trải qua nhiều mối tình rồi mới dừng chân tại bến đỗ cuối cùng được. Hôm nay thì thế, biết đâu sau này hai đứa nó chia tay thì sao? Em thấy chị cứ vô lý làm sao? Vân vùng vằng bỏ vào trong phòng bếp. Linh không nói gì, đặt điện thoại xuống vị trí cũ rồi đi theo em gái. Vừa đi vừa khoa trương, tỏ vẻ mình là người từng trải, am hiểu chuyện yêu đương nam nữ lắm. Trở về nhà khi trời đã khuya, Nguyên mệt mỏi chút bỏ lớp quần áo dính bụi bẩn và đầy cát ra khỏi người. Vốn không quen lao động phải dùng sức thế này, nên hôm nay anh thấy mệt mỏi thực sự. Những bao tải đất nặng như chì, phải vất vả lắm Nguyên mới vận chuyển nó lên được tầng thượng nhà anh Trinh. Hai anh em làm xong thì trời đã tối mịt. Xong tiệc rượu lề mề thì trời cũng khuya. Nguyên thấy khó chịu với mùi cơ thể lúc này quá. Vừa mùi rượu vừa mùi đất cát. Anh không chịu nổi sự dơ dài ấy, nên phải lao vào tắm gội ngay. Và cũng bởi sáng đi làm, chiều giúp việc cho anh Trinh, tối giờ bận nhậu nhẹt, cả ngày nay Nguyên chưa nói chuyện với Châu. Anh sốt ruột quá, thao tác lật nhanh để trò chuyện với cô ấy cả muộn giờ. 11 rưỡi đêm, Nguyên ngả lưng xuống giường, một cảm giác đau nhức toàn thân chạy dọc từ sống lưng xuống hai bắp chân. Anh không nghĩ là lao động chân tay lại vất vả đến thế. Vừa đấm bóp người cho chính mình, Nguyên vừa thầm suy nghĩ và thán phục những người này. Ngày ngày vẫn lao động chân tay tại các công trình, các nhà máy. Họ phải là những người có sức khỏe thật tốt mới có thể thích nghi được từ ngày này qua ngày khác như vậy. Điện thoại im lìm cả ngày nay. Lạ nhỉ, hôm nay Châu bận gì mà không nhắn tin, không gọi điện cho mình. Nguyên vừa mở điện thoại vừa thắc mắc. Kiểm tra bóc chat lẫn tin nhắn điện thoại đều không có tin gì mới. Nguyên thấy khó hiểu thực sự. Ngày thường Châu hay mè nheo làm nũng anh lắm. Hôm nay lại im thin thít, hay lại bày cái trò hờn dỗi gì đây? Ngố yêu của anh ngủ chưa? Hôm nay bận gì mà không nhắn tin cho anh thế? Châu buồn bực cả buổi. Cuộc gọi lúc chiều tối khiến cô canh cánh trong lòng. Không sao quên đi được giọng nói của mấy người phụ nữ vọng vào điện thoại của Nguyên. Cô tin tưởng anh là thế. Cô ngây thơ, đem tình yêu của mình gửi gắm cho anh. Và có bao nhiêu cảm xúc cũng gửi gắm cho anh cả. Nên lúc này cô thấy mình ngu ngốc lắm. Châu tự ái, dỗi nên không gọi thêm cuộc nào. Cũng không nhắn tin bất cứ một tin gì hết. Cô hy vọng anh sẽ gọi lại và sau đó, hoặc nhắn tin giải thích. Vậy mà tới giờ mới thấy anh hồi âm. Tưởng đâu anh đã vui vẻ bên ai đó quên cô mất rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Nếu như họ đã, thì cũng xong rồi. Sự tuyệt vọng khiến Châu không suy nghĩ tích cực hơn được. Tại sao Nguyên lại đến chơi nhà của chị em phụ nữ? Điện thoại để cho người khác tùy ý nghe. Nếu mà không thân thiết thì sao họ có thể tùy ý như vậy được? Châu mơ hồ đoán về mối quan hệ mập mờ giữa Nguyên và những người phụ nữ khác. Có khi nào họ thấy anh đẹp trai, tâm lý nên câu dụ gì không ta? Chị em. Chị em thì sao? Biết đâu chị em lại cùng nhau làm chuyện đó. Ui, không thể nào được. Châu muốn khóc thét lên khi nghĩ ra những tình huống xấu xa nhất đấy. Cô tưởng tượng Nguyên say mê và vồ vập những người phụ nữ kia. Cô thật không thể chấp nhận được cái chuyện này. Đọc tin nhắn của Nguyên, trái tim của Châu khẽ thắt lại, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô giận anh quá chừng. Tại sao anh lại đem tình cảm của cô ra đùa giỡn như vậy được chứ? Châu không nhắn tin lại, mặc dù ứng dụng Messenger vẫn thông báo trạng thái cô đang online. Châu đã xem nhưng mà không reply. Ok. Sao thế nhỉ?
Sự im lặng này có khó hiểu gì đâu. Nguyên không đợi được nên anh mở danh bạ bấm số gọi cho cô. Chuông đổ dồn nhưng mà Châu lì lợm không nghe máy. Thật là không thể hiểu cô đang xảy ra cái chuyện gì nữa. Cứ thế này lo lắng quá đi mất thôi. Nguyên kiên nhận ấn tiếp cuộc gọi lần nữa. Lần này Châu bấm nghe. Không phải vì cô mềm lòng tha thứ cho anh, mà bởi vì cô muốn nghe anh giải thích xem chuyện ngày hôm nay là như thế nào. Anh còn có thời gian mà gọi điện cho em nữa à? Em tưởng anh bận lắm. Nhưng mà giọng điệu của Châu cứ giống như là cô đang ghen tuông trách móc, chứ không phải là kiểu buông bỏ. Anh xin lỗi. Hôm nay anh bận thật sự. Anh vừa mới nhè về nhà xong đây này. Em giận anh nhỉ? Anh bận là đúng rồi. Bên cạnh có các chị em chăm sóc thì lại chẳng không bận. Châu, em đang nói cái gì đấy? Nguyên ngơ ngác hỏi lại. Khi nãy cô nói mấy câu trách móc, anh còn nghĩ cô vờ ghen để mà trêu anh thôi. Nhưng không phải. Anh cảm giác hôm nay cô rất khác. Anh đừng có cố tỏ ra mình không hiểu. Anh không hiểu được, không lẽ em hiểu chắc? Hay nhỉ? Em cứ nói thẳng ra. Em cứ vòng vo úp mở này, anh không hiểu gì cả. Em chẳng có gì để mà nói cả. Ok, anh đã làm gì sai nhỉ? Cả ngày hôm nay anh bận, bây giờ anh mới rảnh để gọi cho em. Ở cơ quan có chuyện gì? Hay là khu trọ xảy ra chuyện gì đúng không? Anh xin lỗi, anh bận nên là anh không gọi cho em được. Có gì thì kể cho anh nghe đi. Đừng có làm mình làm mẩy như vậy nữa. Tự nhiên lại giận nhau. Anh không thích đâu. Anh không thích em thì đi mà thích cái chị tên Linh tên Vân kia đi. Châu nghĩ lại cuộc gọi cô gọi cho Nguyên lúc chiều tối. Cô nhớ có hai người, một người tên Linh, một người tên Vân, nói vào điện thoại. Ngoài ra còn ai khác không thì cô không biết. Hai người thôi đã đủ để vạch tội anh ấy rồi. Nghe Châu bóng gió, Nguyên chột dạ. Sao tự nhiên cô lại nhắc đến tên Linh và tên Vân được nhỉ? Trong khi buổi tối anh vừa cùng với họ ăn cơm. Hôm nay em lạ lắm ý. Châu, rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì đấy? Em chẳng suy nghĩ gì cả. Tại sao em lại bảo anh đi thích Vân với Linh? Em không muốn anh chỉ yêu mình em và thương mình em nữa. Nghe Nguyên dọa dẫm, Châu hòa đến khóc nức nở như đứa trẻ con. Nguyên bối rối chẳng biết sự tình cụ thể là như thế nào nữa. Tại sao lại nỡ đối xử với em như thế? Ok à, anh thật sự là không làm gì có lỗi với em cả. Sao em lại bày ra cái trò vô cớ giận hờn anh vậy? Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Châu yêu Nguyên thật lòng. Nghe anh thắc mắc cô lại thấy mềm lòng, chậm rãi hỏi chuyện. Sáng anh đi trường, chiều nay giúp anh bạn đồng nghiệp sửa nhà, người toàn dính đất cát. Tối khuya anh mới về đây này. Lâu không lao động chân tay, anh mệt lắm ý. Em không thích thương anh lại bày trò trách móc. Chắc anh chết với em quá. Nhà anh bạn đồng nghiệp nào mà lại có cả người tên Linh và cả tên Vân? Anh Trinh, vợ anh tên là Linh, Vân là em gái của chị Linh. Mà sao em lại biết họ? Nguyên ngạc nhiên không hiểu sao Châu lại biết rõ tên hai người đấy. Anh bận đến cái mức không có thời gian nghỉ tay cầm điện thoại à? Hay anh ở gần mấy người phụ nữ đó nên quên em rồi? Châu! Nguyên thốt lên tên Châu với giọng điệu chua xót. Anh không hiểu sao cô lại ghen tuông ra cái nông nỗi này. Trong yêu đương tình ái, ngoài xa cách nhớ thương thì sự ghen tuông là cảm giác Nguyên tới sợ hãi nhất. Một khi đã ghen, dù có giải thích cỡ nào cũng không khiến người yêu tin tưởng. Một ngày dài mệt mỏi, giờ Châu tra tấn tinh thần anh thế này. Anh gọi tên em làm cái gì? Nghe anh nói này, chắc chắn là em đang hiểu lầm và hiểu sai chuyện gì đó rồi đúng không? Anh yêu em là thật. Ngày ngày vẫn gọi, vẫn nhắn tin đều đặn cho em. Em nghĩ trái tim của anh là gì chứ? Cảm xúc ở đâu ra mà san sẻ cho nhiều người đến như thế được? Tại sao anh lại để cho cái chị Linh gì đấy cầm máy của anh? Có à? Ai cầm máy của anh nhỉ? Lúc chiều tối em gọi cho anh, mãi không thấy anh trả lời. Lát sau có người nghe rồi lại nhận là Linh. Tại sao anh lại để chị cầm điện thoại của anh? Nghe tới đây Nguyên thấy ngờ ngợ. Lúc chiều anh giúp Trinh khuân vác nặng nên không quên để điện thoại trong người. Vì đã cài mật khẩu cẩn thận nên anh để trong phòng khách. Quãng thời gian chờ nhá nhem tối, Nguyên và anh Trinh vẫn miệt mài sắp xếp trên sân thượng.
Có lẽ là Châu gọi đến đúng lúc anh bận nên chị Linh nghe hộ. Em chờ anh một lát nhé. Nói đoạn Nguyên tắt máy, mở lịch sử cuộc gọi ra xem. Đúng như là Châu nói, cuộc gọi gần nhất là của cô ấy. Một cuộc gọi nhỡ, sau đó là một cuộc thoại chưa đầy một phút, trùng khớp với lời trách móc của Châu. Bà sao mà cố làm mình làm mẩy lên như thế. Nhưng mà kể cũng lạ, chị Linh nghe, tại sao Châu lại còn biết cả Vân nữa nhỉ? Nguyên bấm gọi đi cho Châu liền sau đó. Cô nghe máy ngay. Anh có muốn nói gì nữa? Anh vừa xem nhật ký. Lúc em gọi vừa hay ở trên tầng thượng nên không biết. Em cũng hiểu, anh khuôn vác nặng nên không bỏ điện thoại vào người, sợ rơi vỡ. Tay chân dính đất cát anh cũng lười chạm vào màn hình. Em không tin. Khi ấy chị dì tên Vân còn bảo mang điện thoại lên cho anh, còn cả bia nữa. Anh thật sự không thấy cô nói gì cả. Nếu mà anh biết em gọi thì anh đã gọi lại cho em rồi. Lúc nghỉ tay anh cũng không nghĩ đến em à? Anh có nghĩ, nhưng em hiểu cho anh. Đi ra ngoài mà cứ kè kè cái điện thoại bên người họ lại đánh giá, anh cũng ngại. Chúng mình đâu có thiếu gì thời gian để tâm sự đâu. Về nhà là anh vội gọi cho em ngay đây này. Như vậy em vẫn không tin anh à? Chị Vân mang bia lên cho anh mà anh không nhắc đến chuyện em gọi à? Không thấy nói gì cả. Anh thề đấy. Chắc lúc ấy bận rộn nhiều việc nên cô quên. Dù sao thì cũng không có cái gì quan trọng đúng không em? Hôm nay anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Không thể có chuyện không sai mà tự động nhận lỗi như thế. Nếu đúng như anh nói thì em mới chính là người ích kỷ. Anh bận rộn như vậy mà không cảm thông, vậy tại sao lại phải xin lỗi em chứ? Thật không thể hiểu nổi cái lý lẽ của chị em phụ nữ là cái gì. Không xin lỗi thì nói là không biết nhận ra cái sai. Chủ động nhận lỗi thì lại nghĩ là mình sai nên mới xuống nước. Đúng là khổ tâm hết sức. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện có tựa đề Cho Anh Một Lần. Bộ truyện đang đi đến những cái hồi rất là gay cấn. Và để theo dõi được những cái bí mật tiếp theo của Tuyết, của Niên, của Châu và của Nguyên thì mời quý vị và các bạn chúng ta follow đăng ký kênh chị Dậu để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với tập 16 của bộ truyện hấp dẫn này trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.